Câu chuyện Ai dưới gầm bàn. Tại một nhà hàng sang trọng và lãng mạn, một người đàn ông và một người phụ nữ đang cùng nhau dùng bữa. Khi người phục vụ đem món tráng miệng ra, bỗng anh ta thấy người đàn ông đột nhiên cuống quýt chui xuống gầm bàn. Tuy vậy, người phụ nữ lại có vẻ như không hay biết chuyện đó. Người phục vụ ngạc nhiên hỏi, "Thưa bà, tại sao chồng của bà lại chui xuống gầm bàn vậy ạ?" Người phụ nữ nhìn người phục vụ tươi cười rồi đáp, "Không, không có chuyện đó đâu." Anh phục vụ bối rối, "Đấy, bà nhìn xem, dưới gầm bàn là ai thế?" "Tôi đã bảo là không có chuyện đó rồi cơ mà, chồng tôi đang bước vào cửa kia kìa." Chồng hỏi vợ, "Nếu anh trúng số, em sẽ làm gì nào?" "Sẽ chia đôi tiền thưởng rồi ly dị chứ sao nữa." "Tuyệt, anh vừa trúng 100 USD, em hãy lấy 50 USD rồi đi luôn đi." Anh chồng đãng trí, hai cô bạn thân ngồi tán dóc với nhau, bỗng một cô than vãn, "Cậu có biết dạo này chồng tớ đãng trí tới mức nào không?" Cô kia xác nhận, "Có biết chứ, đêm qua tớ phải nhắc đi nhắc lại là anh ấy kết hôn với cậu chứ không phải với tớ. Thế mà anh ấy vẫn cứ quên." Câu chuyện hạt đào thần kỳ. Một ông nhà giàu keo kiệt đi dạo chợ quê chơi, thấy một chú bé cứ mút đi mút lại một hạt đào bên cạnh một rổ đào to tướng. Ngạc nhiên và tò mò, ông ta bèn hỏi, "Này nhóc, tại sao mày cứ mút mãi một hạt đào chứ, trong khi mày lại có cả một rổ đào kia mà?" "Dạ thưa ông, hạt đào này là hạt đào thần kỳ, nó rất đặc biệt, không như các hạt khác, bởi vì ai mút được nó thì người đó càng khôn ra đấy ạ." "Thế à, thế thì mày bán cho tao cái hột đó được không?" "Dạ thưa ông, không được đâu ạ. Ông có thể mua cả rổ đào này, cháu chỉ lấy 100.000 thôi." Lòng tham nổi lên, ông ta quyết định phải chiếm hữu được hạt đào thần kỳ của cậu bé. Ông ta suy nghĩ, "Cái gì không mua được bằng tiền thì ta mua bằng rất nhiều tiền." Bèn gạ cậu bé, "Này nhóc ơi, ta trả 100.000 hạt đào này, mày, cái hạt đào mày đang mút kia kìa." Cậu bé trả lời, "Dạ, không được đâu thưa ông." Ông nhà giàu lại tăng tốc, "Thế thì 1.000.000 đồng, có được không?" Cậu bé đồng ý, "Dạ, được ạ, tiền đâu ạ?" Ông nhà giàu liền đưa luôn 1.000.000 đồng và cầm hột đào bỏ ngay vào miệng, mút lấy mút để. Một lúc sau, ông ta hỏi cậu bé, "Này nhóc, tao mút từ nãy đến giờ chả thấy khôn ra tí nào. Trong khi đó, với 1.000.000 đồng, ta có thể mua được 10 rổ đào của mày cơ mà." "Đấy đấy, ông khôn ra rồi đấy chứ." Chú bé đắc chí kêu lên. Câu chuyện phạt cho tồn tại, chuyện vợ chồng. Hồi mình chuẩn bị kiếm chồng, bố mẹ bảo nên chọn đứa con trai nào nhiều hơn từ 7 tuổi đến chục tuổi là vừa. Lúc đó, mình chẳng hiểu vì sao, cho đến nay, sau khi có chồng hơn chục năm, mình nghĩ sự chênh lệch đó giúp giữ được sự cân bằng trong quan hệ vợ chồng khi đã có tuổi. Chẳng là đàn ông vẫn còn rất phong độ khi tuổi đã lớn hơn so với phụ nữ. Tuy nhiên, ở đời muốn cái này lại được cái khác. Rốt cục, mình lại cưới luôn ông bạn học cùng lớp học thêm tiếng Anh bằng tuổi, và dần dần bài học mất cân bằng trên bắt đầu lòi ra. Những năm còn trẻ thì không vấn đề gì, kiểu gì mình cũng chiều tất. Nhưng gần tới tuổi ngũ tuần, mình tỏ ra mệt mỏi, không theo kịp yêu cầu của lão ấy. Cứ thích là lão ấy đòi cho bằng được, mà không biết
phải hạn chế bằng cách nào cho khéo để tránh làm rạn nứt quan hệ vợ chồng đang tốt đẹp. Nghĩ mãi rồi cũng ra, mình bảo lão là mình sẽ tạo điều kiện cho lão thỏa lòng với số lần bình quân tính theo công thức nhân 9 như các bạn đã biết rồi. Ví dụ 20 tối 2 nhân 9 bằng 18, nghĩa là một tuần sẽ làm chuyện ấy 8 lần. 30 tuổi là 3 nhân 9 bằng 27, có nghĩa là 2 tuần 7 lần. Sau đó mình phát cho lão phiếu lên giường sử dụng hàng tháng, ký tên mình. Mỗi lần sử dụng xuất ra một phiếu, lão chỉ đồng ý một nửa ý kiến đề xuất, tức là đồng ý số phiếu tiêu chuẩn hàng tháng, nhưng phải phát cả một lúc. Mãi sau này mình mới biết âm mưu thâm độc của lão. Những tháng đầu tiên, mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, rất nhịp nhàng, điều độ, đúng tiêu chuẩn quy định. Nhưng sang tháng thứ hai, mình thấy lão ta xuất phiếu lên giường dồn dập hơn những lần trước. Mình đã có ý cự lại, nhưng lão ấy lý sự rằng đằng nào thì tiêu chuẩn em quy định cũng chỉ có như vậy. Dùng trước thì khỏi dùng sau. Hết phiếu thì phải nhịn, ngăn cản làm gì, mất cả hứng. Thấy lão nói có lý, mình cũng tặc lưỡi chiều theo. Sang tháng thứ hai, mình thấy số phiếu tháng đầu đã dùng vượt gấp rưỡi số lượng bình quân trong một tháng. Mình hỏi thì lão bảo anh tạm ứng trước, rồi cười hề hề. Tháng thứ hai, lão vẫn cứ phong độ ấy tiến hành. Cho đến một hôm gần cuối tháng 3, sau khi trình phiếu và lão đang còn khởi động, lúc đó mình hãy còn tỉnh táo, mình chột dạ. Sao tháng nào lão cũng dùng gấp rưỡi tiêu chuẩn mà vẫn còn phiếu nhỉ? Mình liền bảo lão bật đèn lên, soi kỹ lại phiếu. Mình hét lên, không được, không được, đây là phiếu giả, bản photocopy. Nhưng đúng lúc đó, lão ta đã vào cuộc mất rồi, nhưng vẫn tỉnh bơ hỏi lại, vậy bây giờ phải làm sao? Phạt, mình mơ mơ màng màng, nói trong hơi thở. Phạt như thế nào? Lão hỏi lại trong khi vẫn cứ hùng hục. Không hiểu sao, cái miệng mình tự nhiên buột ra một câu. Phạt, phạt cho tồn tại. Vậy đấy, nếu bạn rút được kinh nghiệm từ vụ này, thì bạn nên lấy chồng nhiều hơn 20 tuổi càng tốt. Nếu không, bạn cần chuẩn bị phiếu lên giường đi là vừa. Tốt nhất là làm phiếu tinh vi hơn mình để tránh bị làm giả. Cảnh sát tiến đến nói với một người đang ngồi câu cá bên bờ sông. Ở đây cấm câu cá đấy. Vâng, tôi biết. Sao ông vẫn ngồi câu? Xin mời ông nộp phạt. Không, thưa ngài, tôi chỉ muốn tắm cho con giun thôi. Đề nghị ông cho xem con giun. Xin mời ngài. Ông vẫn bị phạt vì con giun không mặc đồ tắm, vi phạm thuần phong mỹ tục. Anh chồng đi công tác xa về, con vẹt liền nói, xin chào anh yêu. Anh chồng quay sang bảo vợ, ôi, em dạy con vẹt nói được rồi đấy à? Con vẹt liền bồi thêm, xin mời vào, hiện thằng ngố nhà em đi công tác xa rồi. Câu chuyện, cái này thì được. Hai vợ chồng nhà nọ hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều cơm xong, hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửa. Buổi tối, người ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm. Cái tay này, hồi chiều đấm bà, xê ra. Cái chân này, hồi chiều đá bà, xê ra. Cái mồm này, hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra. Còn cái này thì được. Cái này, hồi chiều chẳng làm gì với bà hết. Phải sống. Một bà kia có nuôi một con vẹt rất tinh quái.
Nó nói được rất nhiều tiếng, nhưng lại hay nói bậy và cũng hay chửi rủa om sòm. Một buổi tối nọ, nhà bà mở tiệc nên có rất nhiều khách đến, rộn ràng, ồn ào, náo nhiệt. Con vẹt ức chế nên chửi tục òm tỏi. Bà chủ thấy vậy, sợ làm mất mặt, nên bà nổi sùng, liền lấy cây gậy đập vào đầu nó rách một đường khoảng chừng 1 cm. Thấy con vẹt bị rách đầu nằm im du, bà ta tưởng nó đã chết, bèn đem nó bỏ vào toilet để sáng mai tính sau. Dè đâu, con vẹt chỉ bị ngất xỉu, gặp nước nó liền tỉnh lại, nhưng biết mình bị rách một đường cm, nó âu sầu tuyệt vọng, định bóp mũi chết đi cho khỏi nhục. Đúng lúc đó, có một bà sồn sồn vào đi tiểu, con vẹt từ dưới cố ngóc đầu lên nhìn, rồi nó chợt lẩm bẩm: "Ái chà chà, bà này bị rách cả gang tay mà vẫn còn sống vui vẻ thế kia mà. Còn mình chỉ rách có 1 cm thôi thì có sao đâu nào, mình phải sống mới được." Chuyện cảnh giác. Anh tạm gọi là Thành Đạt, tuy chưa phải là hàng đại gia nhưng nhà có, xe có, vợ con đuổi hủy, tiền trong túi rủng rỉnh, nhà toàn đồ Nhật. Cuộc sống của anh đang êm ả thì bỗng một ngày chuyện xảy ra. Anh phát hiện bất thường trên hòn bi của mình. Nó xuất hiện vết bầm màu xanh tím. Ban đầu anh cũng kệ, nhưng được vài ngày thì vết bầm đó lan rộng. Anh tức tốc phi vào bệnh viện danh tiếng, nơi gia đình anh mua gói chăm sóc sức khỏe cao nhất. Vị bác sĩ từ tốn hỏi về lối sống, về những mối quan hệ trong sáng và trong tối. Sau đó, anh lần lượt được chiếu điện, siêu âm đủ kiểu, chẳng phát hiện ra đó là bệnh gì. Hơn một tuần sau, người ta thấy anh được đưa ra khỏi phòng tiểu phẫu. Một hòn bi của anh đã vĩnh viễn nằm lại trong bệnh viện, trên cách khay inox lạnh toát. Anh hồi phục nhanh, trở lại cuộc sống bình thường được vài tuần thì tin dữ lại ập đến. Hòn bi còn lại của anh cũng bắt đầu xuất hiện đốm bầm xanh tím giống như người anh em của nó trước kia. Anh lo lắng, mất ăn mất ngủ, không dám nhập viện. Được vài hôm, không thể chịu nổi sự lan rộng của đốm bầm xanh tím ấy, anh buộc phải vào gặp lại vị bác sĩ khả kính. Lần này, như cả chục bác sĩ của bệnh viện cùng xúm vào ca của anh, lại xét nghiệm, lại chiếu, lại chụp, lại soi, rồi thì họp hội chẩn. Người ta xăm soi hòn bi của anh một cách kỹ lưỡng, hình ảnh phóng to bằng cả bức tường. Sau vài ngày, vị bác sĩ gọi anh lên: "Thôi thì con cái anh cũng đủ nếp tẻ, anh cũng đứng tuổi và không có ý định sinh thêm con, cắt nhé." Anh suy sụp, hỏi rằng liệu anh có biến thành công công, vì nếu thiếu hụt testosterone. Vị bác sĩ bảo đừng có lo, y học hiện đại có thể bù cho anh bằng nhiều cách, thì đành cắt. Anh trầm ngâm mất cả tháng trời sau ca phẫu thuật. Tài sản của anh chỉ còn cây đèn pin, nhưng không có pin. Anh tự an ủi mình, dù không còn truyền giống, nhưng miễn là còn sống. Số phận tiếp tục trêu đùa với anh không lâu sau. Cây đèn pin cũng giở trò xanh tím như 2 cục pin quá khứ. Anh đón nhận tin dữ bằng sự vô cảm. Dù sao thì súng giữ làm gì khi không còn đạn. Anh kệ, người nhà anh phải đi lo dùm thủ tục cho anh. Lần này đi đến kết luận chóng vánh hơn. Dường như các vị bác sĩ cũng không hy vọng tìm ra được cách gì mới để chữa trị ngoài hình thức can thiệp ngoại khoa, cắt. Không cần phải tả cũng biết anh chán nản thế nào. Anh làm việc như một cái máy để quên đi thực tại. Anh từ bỏ mọi thú vui vì không còn hứng thú, nhưng rồi số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha anh. Vùng da lân cận vốn đã được cạo nhẵn nhụi cho cuộc phẫu thuật lần trước
chưa kịp xanh cỏ, đã xuất hiện cái vết bầm màu xanh tím trời đánh ấy. Anh hoảng loạn, còn cái gì nữa để mà cắt đâu? Lần này là tính mạng, chứ không phải đùa. Anh cương quyết, không đi bệnh viện, trong nước nữa, phải ra nước ngoài xem thế nào. Thế là ngày hôm sau, anh được người nhà đưa ra sân bay quốc tế. Trong căn phòng sáng trưng của một bệnh viện được xếp trong top 100 của thế giới, anh run run cầm tờ giấy kết quả. Vết màu xanh tím ấy là phai ra từ quần của bệnh nhân, sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Trời đất như sụp đổ trước mắt anh. Anh rít lên, trời đất ơi, tại cái quần màu xanh tím made in China của mình. Thưa các đồng chí và các bạn, đồ gì có thể dễ dãi sao cũng được, nhưng riêng quần là phải xịn. Nuôi trư cưới nàng. Năm 1991, tôi muốn lấy vợ lắm rồi. Nhà tôi lúc đó nghèo lắm. Bố mẹ tôi chỉ đi làm thuê nuôi con. Tôi thì lương không được bao nhiêu. Vì thương con, mẹ tôi đồng ý đến nhà nàng. Từ nhà tôi xuống nhà nàng khoảng 6 cây số, chỉ đi bộ chứ không có xe cộ gì. Nhìn mẹ tôi ướt lưng đẫm mồ hôi, tôi thương mẹ quá. Còn tôi thì có mệt tiếng nào đâu, đi hỏi vợ cơ mà. Bên nhà nàng không đòi hỏi gì ngoài đôi bông tai. Về nhà tôi nôn nao lắm, nhưng tiền đâu mà cưới vợ, thương con. Mẹ tôi nói tôi ráng lo đôi bông tai đi, còn phần khác thì để mẹ tôi lo cho. Tôi suy nghĩ nát nước, làm sao có tiền để mua đôi bông tai. Cuối cùng tôi chọn cách nuôi heo. Heo hồi đó lâu lớn lắm, vì chưa có thức ăn như bây giờ, chỉ ăn cháo cám rau. Tôi nghĩ nuôi heo con thì biết chừng nào được 100 kg. Lâu quá lại sợ bên nhà nàng đổi ý. Cưới vợ thì cưới liền tay mà. Nên tôi tính cách đốt cháy giai đoạn. Tôi lùng mua heo lứa người ta nuôi sẵn mà kẹt tiền nên bán. Tôi mua được con heo lứa của nhà nọ ở xóm trên. Nó được 30 kg, giá 300.000. Bao nhiêu hy vọng, mộng mơ, hạnh phúc tôi gửi hết vào anh chàng Trư Bát Giới. Tôi háo hức bưng thau cháo cám ngon lành, mời chàng Trư ăn. Trời ạ, nhưng nó không ăn, không uống như heo bình thường, mà thọc cả cái mỏ dài sọc của nó vào thau, rồi ủn ủn, bong bóng nổi lên như nồi cơm sôi. Rồi bất ngờ, nó dùng cái mỏ hất một cái, cả thau cháo đổ ụp, điền với nó chưa? Mấy lần sau cũng vậy, chàng Trư này không ăn cháo cám rau mà chỉ ăn cơm. Mà nó ăn điều độ lắm, mỗi lần chỉ một chén lưng, chắc nó giữ eo. Trời ạ, ngày đêm gì nó cũng thức, lúc nào cũng nghe nó ẹc ẹc. Nó còn biết mừng như chó nữa, tôi đi dạy về là nó chạy đến cà mình nó vào chân tôi, miệng thì ẹc ẹc, còn ngoắc đuôi nữa, tức quá đi. Tôi nóng lòng, muốn nó ăn nhiều để mau lớn, mà nó cứ giữ eo, điền chưa? Càng nuôi, tôi càng thấy nó nhỏ lại, nhìn nó xấu banh nhà lồng chợ luôn. Lỗ tai thì bự hơn cái đầu, mà cái đầu thì bự hơn cái mình. Trời đất ơi! Nuôi gần 3 tháng, thấy không xong, tôi bán cho cô hiệu trưởng trường tôi học ngày xưa, để cô quay ăn lễ khai giảng. Hồi mua nó 30 kg, giá 300.000. Sau gần 3 tháng nuôi, nó được 21 kg, bán được 210.000. Tôi thất vọng ê trề, thương nàng quá, nên tôi làm lần nữa. Lần này tôi vào trại giống mua một cặp heo con ngon lành. Cả hai chú Trư nhí đều màu trắng, da mỏng, vai đôi, ăn ngon lành, uống nước cám ót ót. Được gần khoảng 1 tháng, cả hai đứa nó bị bệnh nghỉ ăn. Ít bữa sau, cả hai đứa nó nghỉ thở. Vậy là tiêu tan niềm hy vọng, ước mơ hạnh phúc đã sụp đổ. Đợi bên tôi không được, nhà nàng đành gả nàng cho một chàng trai ở cuối Cù Lao. Chuyện tình yêu bắt đầu thật lãng mạn, nhưng kết thúc thì vô cùng lãng xẹt của tôi là như vậy đấy.
Từ đó đến giờ, tôi không nuôi thêm một con heo nào nữa. Tôi dị ứng với mấy anh chàng trừ bát giới lắm rồi. Ôi, một thời đã yêu, một thời để nhớ. Vẽ chuyện, một cán bộ miền xuôi được phân công lên miền núi làm công tác kế hoạch hóa gia đình. Hôm gặp mặt anh ăn mặc diện lắm, sơ mi trắng tinh, lại điểm thêm một chiếc cà vạt đỏ thắm trước ngực. Vào hội trường, bao nhiêu con mắt nhìn anh ngưỡng mộ, một chị ngắm anh từ đầu đến chân, rồi đến đầu, và mắt chị dừng lại ở chiếc cà vạt. Hồi lâu, chị quay sang mấy người bên cạnh nói rất to để tỏ vẻ uyên bác của mình. Dạo ôi, gớm quá, ai chả biết chỗ ấy là cái gì mà còn phải đánh mũi tên chỉ xuống vẽ chuyện. Rượu khen, ngày Tết cô vợ ra đường, về nhà hớn hở, soi gương nói là may mà em vẫn chưa già, càng ngày càng thấy trẻ ra mới tài. Chồng rằng cô thật khôi hài, bây giờ cô thử ra ngoài hỏi xem. Vợ rằng thì lúc nãy em ra đường ai cũng đều khen xinh mà, lại còn bảo em trẻ ra so với tuổi trẻ 3-4 lần. Chồng rằng thì ngày đầu xuân ai chẳng uống rượu tâm thần đó thôi. Rượu bia mà đã ngấm rồi, phù thủy cũng biến thành người thần tiên. Cô vợ tức muốn phát điên, nhưng còn cố cãi lại liền một câu, giờ có được uống rượu đâu, sao không an ủi, khen nhau mấy lời. Bộ củi giúp. Một lão nông chuyên làm nghề dọn vườn, lợp nhà, đánh gốc cây và bổ củi vân vân. Khi có việc gì khó khăn, lão thường dùng câu cửa miệng, làm dái gì mà rộn, để trấn tĩnh mình. Một hôm, ngồi nhâm nhi chén rượu với đậu phụ chấm mắm tôm, món khoái khẩu của lão, thì cô gái trẻ hàng xóm sang gọi bảo, ông ơi, hôm nay ông sang bổ củi cháu nhé. Lẽ ra, phải nói là bổ củi giúp cho cháu, thì cô lại nói tắt. Đang uống dở, lão khó chịu đáp, thế chồng mày đâu mà lại nhờ tao bổ hả? Cô gái cười lấy lòng, dạ, nhà cháu đi vắng thì cháu mới nhờ ông chứ. Tất nhiên là lão vui, lên mới nhận lời. Thôi được, mày cứ về đi, tí nữa tao sang, làm dái gì mà rộn. Lão nhận lời, cô gái mừng quýnh lên, vội về nhà sửa soạn để lão ta sang bổ. Chờ mãi không thấy lão đâu, cô gái sang dục, ông ơi, ông sang ngay đi, cháu sốt ruột lắm rồi. Chưa ăn uống xong bị dục, lão bực mình gắt, được rồi, tao sang ngay. Thế tao thế này nhưng còn khỏe lắm đấy, bổ một cái là được ngay thôi, chứ làm dái gì mà rộn. Vi hành. Trăng thanh gió mát, lại gặp buổi thái bình thịnh thế. Ngọc Hoàng đại đế cùng vương mẫu nương nương mở yến tiệc vườn đào. Tiếng nhạc véo von quyện vào điệu múa của các nàng tiên nữ. Trong khi cả thiên đình đang say sưa, bỗng Thái Bạch Kim Tinh khệ nệ bê vào một đống tấu chỉnh. Ngài tâu, bẩm bệ hạ, cư dân ở xứ sở thần tiên nọ có tấu chỉnh. Vuốt tròm râu óng mượt, Ngọc Hoàng phán, đọc ta nghe xem. Thái Bạch Kim Tinh vâng lệnh, đọc cho Ngọc Hoàng nghe. Thì ra toàn là đơn trình bày nỗi thống khổ của thần dân và sự tham lam của các quan lại. Nghe Thái Bạch Kim Tinh đọc xong, Ngọc Hoàng bừng nổi giận, ngài phán, thiên lôi đâu, hãy gọi ngay các vị táo quân lên đây cho ta. Lệnh truyền ra, chốc sau, các vị táo quân đã tề tựu đông đủ trước cung điện. Các vị táo quân ngạc nhiên tấu trình, dạ, bẩm Ngọc Hoàng, sao chưa đến 2-3 tháng chạp mà đã triệu chúng thần lên đây ạ? Ngọc Hoàng đập bàn lên bàn quát, ta cho các ngươi cai quản công việc ở xứ này
mà các ngươi không biết gì cả. Người trên thì tham ô, làm những điều bậy bạ. Quần tiên thì đói rách, khổ đến nỗi khổ phải kêu trời. Nói xong, ngài đưa tập đơn cho các táo xem. Các táo xem xong sợ sệt nói, dạ bẩm. Ngọc Hoàng liền xua tay nói, ta không tin các ngươi nói đâu, để ta vi hành một chuyến xem sao. Hôm sau, ngài cùng thần hộ pháp cải dạng đến xứ sở thần tiên nọ. Ngọc Hoàng cùng thần hộ pháp đáp xuống ngay một nhà hàng sang trọng, trong đó toàn những vị tai to mặt lớn. Họ đang ngồi thưởng thức những món sơn hào hải vị mà ngay trên thiên đình cũng không bao giờ có. Ngọc Hoàng vô cùng tức giận. Ngài nghĩ, có lẽ đây là bọn quan lại mà trong các đơn quần tiên tố cáo chăng? Ngài cố kìm hỏi, thưa các vị cho hỏi, các vị là thành phần nào trong quần tiên ạ? Nghe hỏi vậy, họ ngửa mặt, cười hô hố, rồi nói, chúng tôi là đầy tớ. Ngạc nhiên vô cùng, Ngọc Hoàng hỏi lại, các ông là đầy tớ sao? Đúng, chúng tôi là đầy tớ trung thành của quần tiên. Chà, đầy tớ mà ăn chơi phè phẽn thế sao? Nghe vậy, chúng lại cười nham nhở, chúng tôi phải sống như vậy mới có sức khỏe và tinh thần để phụng sự cho chủ, đó là trách nhiệm của đầy tớ chúng tôi. Nghe tới đây, Ngọc Hoàng không nói gì nữa, cùng thần hộ pháp bay về trời, về tới thiên đình ngài truyền. Dân xứ sở thần tiên nọ tấu trình không đúng sự thật, đầy tớ mà sướng như thế, ăn uống phè phỡn, lại còn có các em chân dài phục vụ, ngay bản thân ta mơ cũng không được. Đầy tớ mà sướng như vậy thì chỉ chủ còn sướng đến chừng nào nữa, không biết hưởng thụ còn viết đơn kêu ca. Nay để chỉ tội nói sai sự thật, từ nay phạt để cho nắng nóng gay gắt hơn, lũ lụt nhiều hơn, bệnh dịch nhiều hơn. Thế là tai họa giáng xuống quần tiên xứ nọ. Tưởng rằng viết đơn kêu khổ, ai ngờ vì bọn đầy tớ mà nỗi khổ càng khổ hơn. Bé quá, một cô gái đưa bạn trai về nhà giới thiệu, bà mẹ nhất quyết không đồng ý. Khi tiễn người yêu về, cô hỏi lý do, bà mẹ nói, cái ấy của nó bé lắm, sau này con sẽ ân hận, mẹ biết rõ điều đó. Cô gái ngạc nhiên hỏi, sao mẹ lại biết chứ? Lúc mẹ ở trong bếp, thấy một mình nó ở phòng khách, nó lấy tay đập vào đùi rồi nói, trời, con kiến kim. Nên mẹ nghĩ, cái ấy của nó bé quá, thì mới làm nổi con kiến kim chứ. Điên vì đàn bà, giám đốc nhà thương điên dẫn một đoàn du khách đi hoạt động từ thiện. Chỉ vào một người nằm trên giường, hai tay ôm chặt con búp bê vào lòng. Vị giám đốc giải thích, trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ lấy người khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là bà ấy. Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy, bổ đầu vào tường đòi tự tử. Vị giám đốc lắc đầu buồn bã nói, còn đây là anh chồng đã lấy người đàn bà đó. Đỗ hay trượt, ông bố thấy cậu con đi thi sát hạch cấp bằng lái xe, hốt hoảng chạy về. Nhìn bộ dạng của con, ông nghĩ chắc là nó thi trượt rồi, nên ông mới gắt toáng lên. Mày thi trượt rồi chứ gì? Thế là mất toi tiền học phí của bố rồi. Cậu con cứ ấp à ấp úng, chưa biết ạ. Ông bố càng tức, này, thi sát hạch bây giờ được chấm bằng máy, thì đỗ hay trượt thì hội đồng giám khảo họ công bố ngay, làm gì có chuyện chưa biết, mày đừng có hòng bịp bố mày nhé. Cậu con thấy bố quát thế nó càng sợ, run run trả lời bố, nhưng ba vị giám khảo trong hội đồng bị xe con đâm, hiện giờ sống chết còn chưa biết, thì làm sao biết được con đỗ hay trượt đã.
bốn chân hay sáu chân. Cô vợ đang nằm ôm nhân tình trên giường, bất ngờ chồng về. Nhân tình cô vợ hoảng hốt quá, định bỏ trốn. Cô vợ kéo tay anh ta lại rồi nói, anh cứ nằm yên, chồng em say sẽ không phát hiện ra anh đang nằm với em đâu. Anh chồng loạng choạng bước vào phòng ngủ, leo lên giường, bỗng nhìn thấy có sáu bàn chân ở dưới cuối giường. Anh chồng mới hỏi vợ, em yêu, anh thấy có sáu cái chân ở trên giường, thế là thế nào nhỉ? Ôi, anh say rồi nên hoa mắt đấy. Anh cứ đứng lên ra khỏi giường rồi đếm lại xem có đúng không. Nghe lời, anh chồng trèo ra khỏi giường và đếm. 1, 2, 3, 4. Ừ nhỉ, em nói đúng, chỉ thấy có bốn chân thôi. Ai ghen? Bà chủ nhà có chồng ngoại tình, buồn quá, tâm sự với cô giúp việc. Tôi biết chắc chắn là ông nhà tôi tằng tịu với cô thư ký rồi. Nghe bà chủ nói vậy, cô giúp việc mặt đỏ tía tai rồi nói, thưa bà, tôi không tin, chắc bà nói thế để tôi ghen chứ gì. Mãi lo làm giàu nên ngoài 30 tuổi gã mới lấy được vợ. Ở quê người ta gọi gã là trai lỡ thì. Năm nay khi đã ngót 40, bạn bè gã con cái đều đã học cấp 2, cấp 3, thì cu tí con trai của gã mới vào lớp 1. Sau buổi sáng đưa con đến trường dự lễ khai giảng, vợ gã tuyên bố sanh dần. Từ nay việc đưa đón con đi học là của anh, vì cửa hàng của anh đã có nhân viên rồi, em còn bận đi ship hàng cho khách. Gã ngớ mặt ra một hồi, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý. Bởi ý vợ là ý trời, và lại với gã bây giờ không gì quan trọng bằng thằng cu con của gã. Mặc dù đồng ý, nhưng trong thâm tâm gã cũng bực mình lắm. Đã bao nhiêu năm nay, gã có bao giờ để cho vợ con thiếu thốn cái gì đâu. Tiền gã làm ra bao nhiêu đều nằm hết trong túi vợ. Vợ con gã muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, muốn đi chơi đâu gã cũng chiều. Ấy vậy mà thời gian gần đây không biết vợ gã nghe lời ai bỗng dưng đổ đốn đòi buôn bán qua mạng. Gã phản đối kịch liệt, nhưng vợ gã rằng, em không muốn mang tiếng ăn bám chồng suốt đời, anh cũng phải để em kiếm cái nghề chứ. Gã đành tặc lưỡi vì không muốn vợ buồn. Sáng thứ hai đầu tuần, gã đưa cu tí đến lớp. Gã giơ tay tạm biệt con ở cổng trường, nhưng cu cậu dỗi, 1, 2 đòi bố phải đưa vào tận lớp học. Chiều, con và cũng tò mò muốn biết chỗ học hành của con như thế nào, nên gã vui vẻ dắt tay con vào lớp. Cô giáo tươi cười đón cu tí ở cửa. Ôi chao, người đâu mà xinh thế không biết. Dáng vóc đã mềm mại duyên dáng, lại còn mặc bộ áo dài tím, trông đến là dễ thương, đâu như vợ gã. Nặng trên 60 cân mà tối nào cũng live stream, cũng thấy nàng da giả. Bán gì dùng nấy, đây các bác nhìn em đây. Trước đây em nặng khoảng 70 kg, sau 2 tuần dùng trà giảm cân, em đã giảm được 5 kg các bác ạ. Ấy vậy mà gã có thấy vợ gã dùng bao giờ đâu, giảm lúc nào mà giảm, gã thấy cứ điều điều thế nào. Cô giáo cúi xuống hôn lên trán cu tí như cái cách mẹ hôn con, rồi nhẹ nhàng nói với nó, con chào bố rồi vào lớp đi nào. Đấy, giọng nói cứ phải là ngọt ngào như thế chứ, đâu như giọng nói của vợ gã, lúc nào cũng quát chồng con oang oang như cái loa phát thanh ở thôn Bắc trên ngọn cây xà cừ đầu đường cái. Từ bữa ấy, gã đâm ra thích đưa đón con đi học. Gã còn dặn cu tí phải ở trong lớp, khi nào bố đến đón mới được về, không được ra cổng trường đứng đợi. Có hôm, vợ gã bảo, hôm nay em dỗi, anh để em đi đón con cho. Nhưng gã lại nhẹ nhàng, dỗi thì nghỉ cho khỏe, để anh đi. Nhưng thật ra, trong bụng gã,
cứ có cảm giác nhớ nhớ làm sao. Chiều qua cô giáo trao đổi: "Hôm nay cô Tí đánh bạn, em có nhắc nhở cháu rồi, nhưng em cũng nói để anh chị biết và lưu ý đến cháu ạ." Gã bối rối: "Thế à cô, có gì chăm sự nhờ cô giáo chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban cháu. Gia đình biết ơn cô nhiều lắm. Thôi, xin phép cô, bố con tôi về." Nói rồi, gã chìa tay ra để bắt tay chào cô giáo. Ôi, bàn tay cầm phấn, cầm bút có khác. Nó mới mềm mại và ấm áp làm sao. Gã muốn giữ bàn tay ấy lâu một chút, nhưng cô giáo đã rút tay lại. "Dạ, anh cho cháu về đi ạ." "Trưa nay," vợ gã dặn, "chiều em đi lấy hàng về muộn một chút. Anh đi đón con rồi về tắm rửa nó hộ em nhé." Gã ậm ừ, kể cũng lạ. Vợ gã sướng không muốn sướng, lại cứ muốn khổ. Ở nhà trông coi cửa hàng đồ gỗ cho gã, đến giờ đi đón con không muốn, lại cứ muốn cực vào thân. Gã tắm táp, ăn mặc sạch sẽ, rồi xức một chút nước hoa để chuẩn bị đi đón con. Gã cảm thấy tâm trạng lâng lâng, rồi gã sực cười với mình: "Chỉ là đi đón con thôi mà." Nhìn đồng hồ, vẫn còn 30 phút nữa, gã ngả mình vào chiếc ghế dài, mở nhạc nghe bài hát Đắp mộ một cuộc tình. Mà mỗi lần đi karaoke, gã vẫn thường nức nở trong chiếc micro. Cảm giác sảng khoái khi vừa tắm xong cùng với tiếng nhạc sập sình khe khẽ đưa gã vào giấc ngủ. Đang mơ màng, gã nghe tiếng con trai: "Bố ơi, bố mở cửa cho con." Gã giật mình choàng dậy, dụi mắt rồi chạy ra cổng. Gã đẩy cánh cổng, bên ngoài là cô giáo và cu Tí, con trai gã. Gã chưa kịp xin lỗi thì cô giáo đã cất lời: "Dạ, tan học rồi mà em điện thoại cho cả anh và chị đều không được nên em đưa cháu về. Không biết có chuyện gì không ạ?" Gã lúng túng: "Xin lỗi cô giáo, tôi sơ suất quá, mời cô giáo vào nhà đã ạ." Miệng nói, hai tay gã đỡ lấy tay lái xe tay ga. Có lẽ không tiện từ chối nên cô giáo theo gã bước vào. Gã rót nước mời cô giáo uống. "Đấy, uống nước thôi mà cũng dễ thương đến lạ." Hai tay cô khẽ khàng đưa chén nước lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại khẽ khàng đặt xuống, đầu như vợ gã. Cứ một chén nước đầy, tu ừng ực một hơi là hết rồi, úp ngược cái chén lên, kêu đến cạch một cái rõ là vô duyên. Rồi cái làn da cô nữa, nhìn cái làn da trắng trẻo mịn màng ấy mà gã lại tưởng đến cái nước da ngăm ngăm của vợ gã. Gã không chê cái làn da bánh mật ấy, nhưng gã ghét cái kiểu mỗi lần live stream là vợ gã lại chát đầy tầng tầng lớp lớp những kem phấn cho trắng lốp lên, rồi lại dìa cái mặt ấy vào trước cái màn hình điện thoại. "Đấy, các bác xem, kem dưỡng da giữ ẩm nhà em đây. Chỉ sau 2 tuần sử dụng là các bác sẽ có được làn da mịn màng như da em bé." Gã chưa kịp thăm hỏi chuyện gì thì cô giáo đã toàn đứng dậy: "Dạ, cũng muộn rồi ạ. Em xin phép anh đi về ạ. Mong lần sau anh nhớ đón cháu đúng giờ ạ." Gã luống cuống vụng về nắm tay cô giáo: "Ấy chết, không mấy khi cô giáo đến chơi nhà. Mời cô giáo ở lại dùng cơm với gia đình tôi." Gã lại cố tình giữ chặt bàn tay mềm mại ấy trong tay mình. Kỳ lạ, cô giáo không còn rút tay lại một cách vội vã, mà để yên bàn tay nhỏ bé của mình trong lòng bàn tay gã. Mấy sợi tóc mai vương trên đôi má ửng hồng của cô trông đến là dễ thương. Gã định đưa bàn tay còn lại của mình lên vén mấy sợi tóc mai mềm mại ấy, nhưng đúng lúc đó cái loa phóng thanh nhà gã phát hết tần suất kèm theo một cái giật tay gã thật mạnh. "Ôi giời ơi, giờ này mà anh còn nằm đây ngủ được là sao? Tôi dặn anh đi đón con, ấy vậy mà anh lại nằm đây ngủ à? Tôi và cô giáo gọi anh đến cháy máy mà anh không thèm nghe. Người ta là cô giáo nhưng đã có gia đình chồng con, hết giờ người ta phải về chứ
ở trường mà giữ con cho anh được à? Gã ngồi bật dậy như một cái lò xo. Trước mắt gã chỉ có cái loa phóng thanh quen thuộc mà không thấy cô giáo của con đâu. Thì ra là gã mơ, một giấc mơ tội lỗi. Tự dưng gã thấy bối rối như kiểu mình vừa ăn vụng. Gã cảm thấy có lỗi với vợ con gã và có lỗi với cả cô giáo của con. Câu chuyện kỳ quặc. Một anh chàng bước vào hiệu thuốc mua bao cao su, sau đó đi ra khỏi cửa hàng cười đầy kích động. Tay dược sĩ cảm thấy rất kỳ quặc, nhưng cũng không để ý lắm. Ngày hôm sau, người đàn ông lại tới cửa hàng mua bao cao su và một lần nữa rời khỏi cửa hàng cười như điên dại. Tay dược sĩ bèn nói với nhân viên của mình, nếu anh chàng nọ còn trở lại đây thì hãy theo dõi xem hắn ta đi đâu. Hôm sau, sự việc lại như hai hôm trước và người nhân viên theo dõi gã thanh niên lạ. Một giờ sau đó, nhân viên trở về. Ông dược sĩ hỏi, cậu đã thấy hắn ta đi đâu? Đến nhà của ông. Vợ tôi đi họp lớp, nhậu nhẹt xong đi hát hò, khuya lắc khuê lơ mới về, xong nằm vật ra giường ngủ không biết trời chăng gì nữa. Tôi động vào người rồi thay cho mụ ấy cái quần lót nam mới. Kể từ hôm đấy, mọi việc nhà vợ tôi làm hết, thi thoảng còn nhìn tôi đắm đuối xin lỗi các thứ. Em yêu anh suốt đời, hỏi sao thế nhưng không trả lời, chỉ khóc thôi. Tôi chuyên bốc mộ. Sau khi xảy ra vụ đụng xe, nạn nhân ngồi dậy quát vào mặt kẻ gây tai nạn cho mình. Này, đi đứng cái kiểu gì vậy? Làm hỏng hết cả hàm răng già của tôi rồi. Anh có biết tôi phải trả bao nhiêu tiền để có nó không? Được rồi, tôi nghĩ rằng mình có thể bồi thường cho anh đấy. Nói xong, anh ta lôi ra một chiếc hộp đầy những hàm răng già. Sau khi thử nhiều lần, anh chàng kia cũng tìm được một hàm răng vừa khít với mình. Thật tuyệt vời! Làm thế nào mà anh có nhiều hàm răng giả vậy? Anh làm nha sĩ hả? Ồ không, tôi chuyên đi bốc mộ. Ân hận. Hai cụ già tổ chức ăn mừng lễ cưới vàng 50 năm ngày cưới ở một nhà hàng nọ. Xong tiệc, cô bà thấy cụ ông chảy nước mắt. Bà cảm động lắm và hỏi, chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời của chúng ta đã có trong 50 năm qua phải không? Cụ ông không trả lời, suy nghĩ xa xăm. Đoạn cụ ông trả lời, 50 năm trước, bố của bà dí súng vào đầu tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi đó tôi can đảm một chút, thì lẽ ra ngày mai là ngày tôi mãn hạn tù rồi. Lúc sớm, hai vợ chồng đi ăn sáng. Như thường lệ, mình ăn xong trước thì ra quán gần đó gọi cốc trà đá, làm vài ván cờ chờ vợ ăn. Mới chơi được khoảng 5 ván thì đã thấy vợ gọi ra tính tiền. Lúc tính tiền, chị chủ quán có nhắc mình, chú xem thế nào chứ, hôm nay chị thấy cô nhà ăn kém lắm. Bát bún, bát cháo và đĩa quẩy thì vẫn hết, nhưng trục trứng vịt lộn thì vẫn còn thừa tận 3 quả. Mình nghe vậy hoảng quá, hỏi vợ có chuyện gì. Vợ bảo, em ăn không ngon miệng vì thấy hơi đau bụng, con đang đạp bùm bùm, chắc nó muốn ra rồi. Thế là mình cuống cuồng đưa vợ đi bệnh viện, nhưng đạp thì đạp, chứ nó có chịu ra ngay cho đâu. Nó cứ quằn quại trong bụng vợ chán chê, khiến vợ đau tê dại, lăn lộn trên giường, rồi lại bò toài dưới đất, tưởng như sắp chết ngất. Ở giường bên cạnh cũng có một chị đang lên cơn đau vật vã giống vợ mình. Khác cái là vợ mình chỉ kêu la thôi, còn chị ta thì lại luôn mồm chửi,
Cái thằng chồng khốn nạn, tại mày mà bà đau như thế này. Tổ sư bố mày, lúc sướng thì cả hai cùng sướng, sao lúc đau thì chỉ mình bà phải đau? Tổ sư bố mày, thằng chồng khốn nạn. Vật vã một hồi, chị ta lộn nhào xuống sàn. Đúng lúc ông bác sĩ đi qua, chị ta vồ chặt luôn lấy chân bác sĩ, tiếp tục kêu ca: "Cứu em với, bác sĩ ơi, em đau chết mất thôi." Ông bác sĩ chắc đã quá quen với cảnh này rồi nên nhẹ nhàng dìu chị ấy ngồi lên giường, dịu giọng nói: "Lúc sướng có gọi bác sĩ đến sướng cùng không? Sao lúc đau lại cứ gào tên bác sĩ như thế?" Mình bịt chặt miệng không dám cười vì sợ bị chửi là cười trên nỗi đau của người khác. Vợ mình cũng có cái tật thích chửi bậy như vậy, nhưng chỉ chửi lúc hưng phấn, khi đạt trạng thái tột đỉnh thăng hoa. Mình hồi đầu cũng bắt vợ sửa, nhưng vợ không sửa được nên nghe dần thành quen. Đến nỗi hôm trước xong việc đến nơi rồi mà thấy vợ cứ thinh lặng, mình còn đâm ra sợ. Rồi mình hoang mang hỏi vợ: "Sao hôm nay em không chửi?" Vợ há mồm, lấy tay chỉ vào trong cổ họng thều thào: "Em bị đau họng." Trái với sự đau đớn của vợ mình là cái chị đang chửi chồng ở phía dưới giường đối diện. Có một chị cũng đi đẻ mà vẫn giữ được cái vẻ thản nhiên nhàn hạ. Chị ta cứ ngồi chơi, thảnh thơi vuốt iPhone, cười hình hạch, rồi chụp hình tự sướng post lên Face. Tí tí, chị lại gọi điện cập nhật tình hình: "Cổ tử cung của cháu mở 6 phân rồi chú nhé, chắc lát nữa là đẻ thôi. Không tin á? Đây, cháu chụp ảnh post lên Face cho xem nè." Lúc lên bàn đẻ cũng là lúc vợ mình bị những cơn đau dày vò đến gần như mòn hơi cạn sức. Cái cảm giác phải nhìn vợ đau đỏ mặt đỏ gay, thở hồng hộc rồi oằn lưng lên dặn, trong khi mình đứng ngay cạnh mà chẳng thể giúp được vợ gì, quả thực khó chịu cực kỳ. Nghe lời bác sĩ, vợ mình dùng hết sức hít một hơi thật sâu, dặn một phát rõ mạnh. Mình nghe phụt một phát, cảm giác như con đã chui ra. Mình mới quay sang hỏi bác sĩ: "Ra rồi phải không ạ?" Bác sĩ gật đầu bảo: "Ừ, ra rồi, nhưng là cứt ra, chứ con thì chưa ra đâu nhá. Động viên vợ dặn tiếp đi." Vật vã mãi, cuối cùng cũng xong. Vợ và con mình được chuyển sang phòng sau sinh. Mình ra cổng mua cháo cho vợ, mua nước nóng về pha sữa cho con, còn dìu cả vợ mình ra tận nhà vợ vệ sinh để đi tè. Trong lúc vợ đang tè xè xè, mình trợn mắt nhìn, xong hỏi vợ với giọng ngạc nhiên không hề nhẹ: "Sao lại cạo nhẵn thín đi như thế?" Vợ bảo: "Thì đọc trên mạng, người ta khuyên là cạo đi thì sẽ dễ đẻ hơn mà." Mình cười vớ vẩn, cự lại. Vợ nói: "Không vớ vẩn đâu, có cơ sở khoa học cả đấy. Anh cứ tưởng tượng con mình nó đang ở trong hang, nó nhìn ra ngoài cửa hang, thấy trời sáng choang, thoáng đãng, chắc chắn nó sẽ muốn chui ra. Chứ nếu để cái cửa hang rậm rạp, loà xòa, nó tưởng ông ba bị, nó tưởng con ngáo ộp có dâu, nó sợ còn lâu nó mới dám ra." Mình nghe xong gật đầu lia lịa vì thấy có lý quá. Đối với mình, việc một người chồng chăm con và chiều vợ khi vợ vừa đẻ xong là chuyện rất bình thường, là điều tất yếu phải làm. Ấy thế mà cái chị nằm ngay cạnh giường vợ mình thì cứ suýt xoa: "Gớm, kiếm được người chồng như chú bây giờ là hiếm lắm." Mình ngại quá, chỉ biết cười trừ rồi quay sang hỏi: "Thế chồng chị đâu mà không thấy vào chăm hai mẹ con?" Chị nghe vậy buồn bã nhìn ra cửa, giấu tiếng thở dài: "Lão tuyên bố thẳng rồi, đẻ toàn con gái thì tự gọi người đến chăm, lão không quan tâm. Chỉ duy nhất lần chị sinh con bé đầu lòng, lão có ghé vào thăm một buổi, mang tiếng là thăm một buổi, nhưng lão chỉ ngồi nhìn con một tí, còn đâu là lão đi khắp các phòng. Thấy phòng nào có gái đẻ xinh xinh, trẻ trẻ là lão đứng rình, chờ để xem nó cho con bú." Nói đến đó, giọng chị nghẹn đi và lại thở dài. Mình không dám nhìn vào mắt chị,
nên không rõ có giọt lệ nào đang lăn ra từ nơi đó hay không. Rồi ở cái giường ngay phía dưới mình cũng thế, có đôi vợ chồng đang bế con trên tay mà mặt cứ buồn thiu. Mình ngó qua, thấy đứa bé này lạ quá. Tóc nó quăn tít, da nó đen xì như người châu Phi. Mình thắc mắc thì anh chồng giọng rầu rầu bảo: "Vợ em mới đi xuất khẩu lao động ở Nigeria về. Chắc vì ăn gạo ăn cơm bên đó lâu quá nên sinh ra con mới đen như thế." "Thế vợ em về được bao lâu rồi?" "Dạ, được 7 tháng ạ." "7 tháng mà đã đẻ rồi sao?" "Vâng, đẻ non ạ." "Tuy đẻ non nhưng trộm vía bé cứng cáp lắm. Nặng 4 cân 2 đấy. Tóc dài chớm mang tai, răng cũng đã nhú lên được mấy cái rồi." Vừa nói, anh chồng vừa đưa bàn tay vuốt mấy cái lọn tóc phơn phớt trên gương mặt bơ phờ của người vợ với đầy vẻ trìu mến, yêu thương. Còn ở cái giường liền ngay bên, lại một chị khác đang ôm con khóc sụt sùi. Anh chồng thì ngồi ngay cạnh, nắm chặt tay vợ mãi không rời. Mình hỏi: "Sao vậy, em bé không khỏe à?" Thì chị vợ trả lời: "Dạ không, bé ngoan và rất nhanh nhẹn anh ạ." "Ô hay, con ngoan con khỏe, chồng cũng ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ, thế còn khóc cái gì?" Chị vợ nghe vậy, giọng lại nghẹn đi: "Đây không phải là chồng, mà là anh rể em ạ. Anh ấy nói dối vợ để lên công ty họp, để tranh thủ ghé qua thăm hai mẹ con em thôi. Giờ chị gái em đang gọi điện giục anh ấy về rồi." Dứt lời, hai bờ vai cô gái trẻ rung lên từng hồi, rồi nức nở không thôi. Sáng sớm, mắt nhắm mắt mở đi ăn sáng, gọi đồ xong, ngồi vào bàn check điện thoại xem tối qua em nào nhắn tin gạ gẫm không. Lát sau ngước lên thì không tin vào mắt mình nữa. Nhớ là quán này hay bán bún ốc bún riêu, sao tự dưng lại tòi đâu ra con ba ba to tướng thập thò dưới gầm bàn thế không biết. Dụi mắt 28 lần, nhìn lại cho kỹ thì ra không phải là ba ba các cô ạ, mà là một em béo tốt mặc váy đang vừa chan chan húp húp, vừa dạng chân hết cỡ để đón luồng gió mát phát ra từ quả quạt công nghiệp đặt trực diện bên dưới. Còn ba ba núp rụp màu nõn chuối bày hết cả da như trêu người tâm hồn trong sáng, tự như pha lê của thi sĩ. Thật là một cảnh tượng trữ tình và ý nhị hết sức. Nói chứ các cô ra quán xá mặc váy ngồi ăn thì khép cái tàu lá chuối vào hổ cái. Nhiều cô ra quán ăn mà hồn nhiên quá mức, sò hến ba ba cứ bày ngồn ngộn trước mặt, đố ai chịu được. Thật thà, một lần nọ, hai ông già Việt Kiều móm mém ngồi nói chuyện với nhau. Một người hỏi: "Này ông nghĩ thế nào mà lại rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ vậy hả?" Ông kia đáp: "Nó rất là thật thà, nên tôi mới cưới nó đem qua đây." "Làm sao ông lại biết nó thật thà chứ?" "Thì lúc trước khi tôi lấy nó, tôi có hỏi tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội của Qua mà em lại chịu lấy Qua. Nó nói là tại vì nhà nó nghèo quá nên nó lấy tôi cho đỡ khổ." "Ủa, chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là người thật thà ư?" "Tôi cũng thử lòng nó thêm mà. Tôi hỏi nó: thế đưa em qua biển rồi, sau này lỡ em bỏ qua đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao? Nó trả lời: em đợi được mà, vì em nghĩ sức khỏe của ông chỉ sống được nhiều lắm, 6-7 năm nữa là cùng. Tôi lại gặng hỏi thêm nó: thế lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ rồi, em không chịu đợi qua chết, em bỏ qua thì sao? Nó nghe tôi hỏi vậy, nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời: em nói ông đừng có giận nha. Nếu sức của ông mà ở một mình thì có thể sống thêm được 6-7 năm nữa. Chứ mà sống chung với em
Thì giỏi cũng được 1 năm nữa là cùng thôi. Elon Musk đưa đoàn du lịch đầu tiên lên sao Hỏa. Khi đoàn chuẩn bị trở về thì phát hiện thiếu một thành viên, tìm mãi không thấy, tính bỏ lại thì thấy anh chàng chạy vội trở về từ sau rặng núi đá. Bám theo sau là một phụ nữ thổ dân sao Hỏa cực đẹp. Trưởng đoàn bực bội nói: "Anh đi đâu mà đến giờ tập trung không quay trở về vậy hả?" "Dạ thưa anh, tôi mải mê nghiên cứu cùng với nữ thổ dân này, quên mất thời gian. Cô ấy đã hướng dẫn và cho tôi thực hành cách sản xuất trẻ em trên sao Hỏa. Họ có một cái máy, ấn một nút thì sinh ra bé gái, ấn hai nút thì sinh ra một bé trai. Thật là hiện đại." Xong cô ấy hỏi tôi cách sản xuất các em bé của người trái đất ra sao. "Rồi anh nói sao hả?" "Thì tôi cũng hướng dẫn và giúp cô ấy thực hành luôn. Rồi sao? Cô ấy đòi thực hành nhiều lần nữa. Rồi sao nữa?" "Thì trưởng đoàn thấy đấy, giờ thì cô ấy cứ chạy theo bám giết lấy tôi, rồi hét toáng: anh gì ơi, bán cho tôi cái máy sản xuất trẻ con của người trái đất." Ông bố mưu cao. Bố mình mang cả con gái ra để cược cờ tướng mọi người ạ. Nay đi làm về, thấy một anh lạ hoắc, nhìn cũng đẹp trai phong độ, nhưng nhìn từ sau hình như chưa gặp bao giờ. Hỏi bố: "Ai đấy bố?" "Chồng con đấy." Mình kiểu không hiểu, sao lại là chồng con hả bố? "Thì thua cờ tướng rồi, gả con đi thôi. Dù sao, con cũng 30 tuổi, đến tuổi lấy chồng được rồi." Thì anh kia cười bảo: "Anh ở cách đây 2 ngã tư, nhà anh ngay chợ đấy. Cái nhà 2 mặt tiền bán bánh kẹo ấy, mấy lần em đi chợ qua rồi ghé vào nhà anh mua bánh kẹo mà anh không biết mở lời như thế nào. Nay đi qua thấy bố em đang chơi cờ tướng nên anh xin chơi cùng thôi." Nghe cái văn xin chơi cùng là mình biết bố mình chuyên kiểu gạ kèo hàng xóm chơi cờ tướng, xong thắng thua chai nước mồi nhậu con vịt mấy lon bia, lần này không hiểu kiểu gì mà. Thì bố thấy anh xin chơi cùng, bố bảo anh ấy là nếu anh ấy thắng bố thì bố sẽ gả con gái cho. Và rồi như thế nào hả bố? Và rồi bố thua 3 ván và đang gỡ không nổi, chắc bố phải gả con cho anh ấy thôi. Anh ấy nhìn mình rồi cười duyên vì có má lúm đồng tiền. Mình bảo: "Con không dễ dãi như thế đâu nhé." Bố buồn cười: "Thì dễ dãi dần đi. Anh ấy có nhà, có xe, có tạp hóa to đùng. Lấy nhau về, con chỉ ngồi ăn bánh kẹo thôi không thích sao?" Mình giận dỗi bỏ vào trong nhà. Nhưng mà mình cứ tưởng anh ấy có người yêu, không thì có vợ con rồi. Mấy lần mua bánh kẹo thật, nhưng chẳng dám hỏi là có gia đình hay chưa. Chỉ thấy anh ấy cười với mình thôi. Hóa ra là anh thích mình, có ý đồ với mình. Một lúc sau khi anh ấy về, trước khi về còn để lại ít bánh kẹo. Mình ra ngoài thì bố bảo: "Anh ấy cho mày bánh kẹo kìa." "Vâng, vậy là như thế nào rồi bố?" "Thằng đó nó đánh kém lắm, nhưng thôi, vì con có tuổi rồi nên bố chấp nhận thua đấy. Bố cho số điện thoại của con rồi, tí nó sẽ liên lạc." Vợ chồng nhà nọ có em bé. Cô vợ nhờ em gái của mình ở dưới quê lên phụ giúp và kê một cái giường ở dưới bếp cho cô em gái ngủ. Một thời gian sau, cô vợ phát hiện chồng mình có ý đồ với em gái của mình. Vào một đêm, đợi cả nhà ngủ, anh chồng lén chui ra khỏi mùng. Sợ vợ phát hiện, anh ta còn cẩn thận chui xuống dưới giường để bò xuống bếp. Cô vợ biết hết, liền cố tình nhéo đứa con nhỏ khóc rồi hát ru: "Con ơi, con hãy nín cho, mẹ coi quân tử, nó bò đi đâu." Nghe chị mình hát vậy, cô em liền đáp lại: "Chị ơi, chị đừng có lo,
Của em giữ, ai bò mặc ai. Biết mình đã bị lộ, anh chồng chui ra khỏi giường, đứng lên nói lớn. Tụi bay đừng nói quanh co, nhà tao, tao đứng, tao bò kệ tao. Câu chuyện cảm ơn. Người đàn ông đi cùng với cô người mẫu bước vào một cửa hàng lông thú vào loại đắt tiền nhất. Hãy cho quý cô đây xem chiếc áo khoác lông chồn đắt nhất ở đây. Cô gái ướm thử, quá tuyệt. Chiếc áo khoác này giá 30.000 đô la. Người bán hàng nói, không thành vấn đề, tôi sẽ viết séc ngay đây. Rất tốt, hôm nay là thứ bảy, anh có thể đến lấy áo khoác vào thứ hai, sau khi séc được xác nhận ở ngân hàng. Người đàn ông và cô gái đi ra. Thứ hai, anh chàng xuất hiện ở cửa hàng, vừa thấy người bán hàng nổi đoá. Anh không biết ngượng à, mà còn vác mặt đến đây hả? Tài khoản của anh chẳng còn đồng cắc nào cả. Thì tôi chỉ tạt vào đây để nói lời cảm ơn thôi. Nhờ có ông mà tôi đã có một trong những đêm tuyệt vời nhất trần đời. Tại đám tang, vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về người đã khuất. Đó là một con người trung thực, một người chồng yêu thương và là người cha nhân hậu. Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tai người con đứng bên cạnh thì thầm. Con nhìn thử vào quan tài xem có đúng là cha của con đang nằm ở trong đó không? Hai người bạn đi nhậu về nói với nhau. Về nhà, mày nói gì với vợ nào? Tao nói ngắn thôi. Nói gì? Chào em, anh đã về. Chỉ có thế thôi à? Chỉ có thế thôi, còn lại để vợ tao nói. Buồn vì thói quen xấu của vợ, một người đàn ông than thở với bạn mình. Tôi không thể thay đổi được một thói quen xấu của vợ tôi. Người bạn hỏi, thế thói quen gì thế? Vợ tôi ngày nào cũng ngủ rất muộn. Có hôm phải đến 5 giờ sáng, cô ấy mới chịu đi ngủ. Chà chà, như thế thì không tốt cho sức khỏe đâu. Mà cô ấy thức khuya như thế, để làm gì? Thì để chờ tôi về. Một anh chàng nọ khoe với đồng nghiệp chiếc nhẫn kim cương mà anh vừa mua để tặng cho vợ sắp cưới. Người bạn góp ý, tặng nhẫn kim cương là lãng mạn nhất rồi đấy. Nhưng sao anh không tặng cho cô ấy chiếc xe mà cô ấy thích? Có phải vừa rẻ tiền mà nàng lại thích không? Người bạn vuốt nhẹ chiếc nhẫn và thở dài. Hay, tôi cũng biết là thế, nhưng làm sao mà tìm ra được một chiếc xe giả đây?